Hello, hello guys, welcome back to my channel. Vâng em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Emerald Dance. Challenge, ngày hôm nay mình đã đánh cái challenge rồi. Cái wristband này mình thấy là con Electro Spirit này nó có cái tune giống kiểu của Zap. Tuy nhiên thì một vài player họ thử là đánh với thay thế Electro Spirit thay cho Ice Spirit. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy các video vừa rồi mình mới vừa show từ Lucas Gamer đấy. Thực sự phải nói là cái thẻ bài này nó gây khó chịu và mình nghĩ là rất khó để có thể thay thế cho Ice Spirit, bởi vì các bạn nhìn thấy cái video vừa rồi ở đấy nó Active King Tower một phát, mà khi mà họ cycle bị Active King Tower rồi thì gần như là rất khó để có thể thắng. Và một cái deck mình thử nghiệm đó là Pekaram mà có Ice Electro Spirit khá là hợp lý, khá là thú vị. Thì mình không biết là nó sẽ thành meta hay không, tuy nhiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn các team play mà mình đã đánh ở challenge này, mình thấy rất thú vị. Ok, let's go. We have new deck. Maybe it will become the meta, new meta. Đây là cái matchup mà đánh với Hot Cycle. Hot Cycle nhưng mà đây, thực ra đây cũng là một cái phiên bản khá là hay, bởi vì Hot Cycle có Extra Freeze nó thay thế cho Icy Freeze. Tuy nhiên thì mình thấy là cái deck của Pekaram này hợp lý hơn, mình nghĩ hợp lý hơn. Đây player này họ chơi, thực ra cái matchup này mình lựa chọn được sự là player này chơi rất là hay, rất là hay ở cái điểm là anh ta đánh các kỹ năng về basic nhất, về kỹ năng cơ bản nhất về Hog Cycle, anh ta đánh rất nhuần nhuyễn và rất thuần thục. Khi mình đẩy Pekka thì bắt đầu là họ anh ta đẩy một Hog với lại Icy Golem ở phía bên phải, mình chỉ cần đặt một con Ghost thôi nhá. Các bạn biết là mùa này thì Ghost khá là hay, bởi vì là cái tính năng mà đi qua trụ cũng như là đi qua sông rồi rất nhiều thứ rất là hay của khoảng sơ này. Họ đặt Golem lỗ ở đặt cái hang đông lỗi, vậy là Battle Ram của mình lao vào trụ rất là hay. Cũng rất may là cái trong cái sơn này thì khi Muscati của họ nó cũng chết luôn rồi, cũng rất là may mình không phải thả thêm một quân nào nữa. Đây thời điểm mà mình có với lại đây, thực sự rất là may khi mà họ dùng Fireball lỗi. Các bạn biết là Ghost mùa này rất thơm rất mạnh đấy, mình nghĩ là Ghost mùa này cực kỳ mạnh luôn, rất phù hợp với những cái meta 117 máu phía bên kia. Mình có thể là mình sử dụng Poison, có thể là mình sử dụng Magic Archer để kiếm đam đến từ Magic Archer hơn là việc sử dụng cái Poison. Họ rất là họ cố gắng là họ thủ phòng thủ và họ không muốn là bị mất cái trụ trước, vì vậy là họ đặt một con Icy Golem nữa. Cách đánh của deck Spam này thực ra là Pekka Spam này thực ra là đánh của Freezing, con nào nó cũng có thể công được, con nào cũng có thể thủ được những cái con thẻ bài của đa năng. Cái phiên bản mà này chúng ta có thể sử dụng Dark Queen Mega Minions hay là Minions, phải là Mega Minions. Minions thì vẫn là hợp lý hơn. Poison trong tuần này, Magic Archer này. Tuy nhiên thì Muscati ở trong tuần này nó nhanh hơn. Cái tầm rộng của nó mình nghĩ là ban đầu nó bắn vào SK nhưng mà mình không phải. Nó làm bằng ấy luôn. Mình cố gắng mình giữ lại cái trụ này, bởi vì là mình chỉ cần thả một con Aegis thôi. Và khi mà họ bị outcycle, họ không cứ spam kiểu này thì gần như họ bị outcycle và mình sẽ thắng. Rất đơn giản. Mình nghĩ đây là một cái đích thú vị đấy. Cái thú vị đấy mọi người, và những ai mà yêu thích Pekaram thì có thể đi copy được cái này, tâm lý. Ok, good game. Đây cũng là một Hot Cycle, nhưng Hot Cycle này mình đánh cũng dễ. Để mình review sau vậy. Đây là một cái deck Hardcatter Fisherman, Hunter, Royal Giant. Thực sự cái deck này nó mạnh ở cái thời điểm của mấy mùa trước, nhưng mà mùa này thì còn hai con Skeleton Dragon không mạnh nữa. Vì vậy là mình cũng không sợ cái deck này nữa. Đặc biệt là khi mà đánh Pekka, đánh Aegis thì thực sự chả sợ những cái deck kiểu đấy này. Player này đánh cũng khá thông minh. Tuy nhiên thì ngay từ ban đầu anh ta đặt con Hunter và dùng Skeleton, mình thấy nó không hợp lý lắm. Nếu mà đáng chính ra thì anh ta chỉ cần đặt một con Skeleton thôi thì cũng rất dễ defend. Tại vì các bạn biết là trong cái trận deck của mình nó không có con không có cái giáp.
tuần này mình thám có Pekka luôn là đủ rồi. Một con Pekka giết con Fisherman vào đấy. Thực ra cái deck mắt chất này nó cũng dễ so với mình. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà đánh lại một lần nữa thì mình thấy deck này cũng dễ so với mình thôi. Bởi vì deck mình deck counter mà. Sau bây giờ mình sẽ thả một con Extra Freeze này nhảy lên cộng với lại một Magic Archer nữa thì quá là easy cho một cái defense cực kỳ dễ. Đấy. Extra. Rất dễ defense thôi. Mình vẫn giữ ngay được một con Magic Archer luôn. Mặt trời này mình sử dụng Master Ram đi lên. Hoặc là Ghost. Mình nghĩ cái thẻ bài an toàn nhất vẫn là một con Battle Ram. Và con Ghost mình sẽ giữ lại để giết con Fisherman. Nhưng là trong tuần này thì mình không cần thiết. Battle Ram phía bên phải Poison ở trong tuần này hợp lý. Một mình có Fisherman thì không làm nên một vấn đề gì cả. Không có nhiều đen, một mình có thể là mình bỏ cái chủ lực bên phải luôn. Không phải vì do dự. Bỏ ngay cái chủ và mình cấp công luôn. Bandit ở phía bên sau được buff Fisherman. Con Magic của mình, mà cái con Bandit của mình không quanh được lại. Khá là thú vị. Sau này thì mình đã có cái lợi thế khá lớn rồi, vì vậy là mình đánh rất đơn giản. Ok, GG. Rất là đơn giản. Mình nghĩ đây là một cái deck thú vị cho mọi người nếu muốn thương thân. Cái matchup này thực sự cái matchup này không nó như nào nhỉ, nó không đúng. Cái bản original của nó là có con Battle Healer đó. Thì có Battle Healer thì nó gọi là nó support cho Electro Dragon này, nó support cho các cái con phía sau và cũng với lại có tank mini tank là Electric Golem thì thực sự có đánh nó sẽ rất hiệu quả hơn là việc mà sử dụng cái deck này vừa Poison vừa Tornado. Nên là mình thấy là cái deck cái matchup này nó dễ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình review cho các bạn xem để như này để các bạn tham khảo về một cái deck khá thú vị. Bạn đi phía bên kia, Magic Archer phía bên này. Thực sự phải nói là Electro Freeze là một thẻ bài cực kỳ là thú vị và hay ho. Trong thời gian tới, nếu mà trong mùa này, thời gian tới nó có thêm một vài deck nữa thì thực sự con thẻ bài này là rất hay. Các bạn nhìn thấy cái turn vừa rồi khi mà con Heal, Electro Freeze của mình nhảy lên. Nó giết được đòn đàn Bass của con Nightwish sinh ra. Cộng với lại reset của chúng này, cực kỳ là hay luôn. Đây, mình sẽ xua nhanh một chút. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể copy deck này và chuyển sang chơi Grand Challenge sẽ rất là thú vị. Cái này thì mình không đặt con Magic Archer vì cái cùng một hướng. Mình sẽ sử dụng Poison. Đấy. Còn Electro Dragon thì không sợ. Đây là thời điểm mà spam đúng nhất là usually spam. Spam một ngay cầu Poison. Battle Round phía bên kia attack ngay con Electro Dragon hợp lý. Ở đây thì nó spam. Đi vào phần lợi. German 90 này, Billy Croyson này, để chỗ giải được. Một cái deck nào đấy nhỉ? Matchup này thì không hay cho lắm. Mình thua một thua ông này. Đánh hơi lỗi. Những cái matchup kiểu này nó không phải là beta này, mình sẽ không show cho các bạn. Ok, à, tôi xem qua nó cái trận này đi. Hot Cycle đấy đi. Thực sự là đến khi mà gặp thấy là Hot Cycle mà gặp cái deck này thì mình thấy là nó không... Hot Cycle nó không hợp cho lắm. Nó không hợp bằng cái deck Quick Spam này. Ok, xem nhanh vậy.
Con Pekka phía bên này chặn Hawk, Ghost phía bên kia. Bạn sẽ cần chờ bắn, bắn Dis, lao lên, Vatora. Nếu mà họ cứ ngồi thủ mà họ không để Hawk lên thì mình sẽ rất dễ để công. Rất dễ để có thể kiểm soát được cái game này. 2 ground, easy. Ok. Cảm ơn anh em đã xem nha. Thanks for watching. Hey guys, if you like this deck, please copy and play Grand Challenge and practice with your friend, your clan. Yeah, if you like, copy, play Grand Challenge, and I think this deck will become a new meta in future. Thanks for watching and see you guys. Bye bye. Love you.